Cho cô một like đi con. Ba đứa, hai đứa. Giờ 67 bạn đang xem like. Vô lên mới rồi, chờ 132 bạn đang xem like. Cái quán cà phê này đẹp lắm. Nè, mặt đầm màu hồng, uống nước màu hồng luôn ha. Bi, mặt đầm màu hồng, uống nước màu hồng luôn thấy không? Hả? Uống chưa? Thấy biết dở rồi. Được không? Là lạ. Nó có gì chát chát nữa. Chát chát. Cũng ngon á. Lạ lạ. Cái lầu lạ lạ. Cái này á. Em biết làm. Nước chế giải á. Bỏ mấy cái hạt này vô nữa. Mà cả nhà uống nói mộng sướng, nói mộng sướng lắm. Suốt ngày mộng lai và nấu cơm cho chó ăn rồi lai lai sáng đêm tối ngày vậy. Mộng sướng đâu cực đâu, lai tới ngủ gà ngủ gật trên lai luôn. Hello cả nhà yêu thương. Mời cả nhà uống nước với mình. Cho 161 bạn, cái nước này ngon. Có dễ dãi. Mà có cái hậu này chát chát lắm. Không phải là xíu muối. Chào 195 bạn đang xem live. Cả nhà cà phê với mộng cả nhà ơi, hôm nay mộng muốn uống chocolate đá xay nữa, uống non đổi nước. Em mới ăn cái hộp đó mình ta chở ít quá. Cái hộp này nè. Bi. Bi. Quá ăn cái hộp này mình tao cho ít quá. Chắc như người ta cho nguyên ly á. Mua thêm ly nó bỏ vô được bà. Nó mua hũ đem tay bỏ vô ăn. Hello em. Mời em. Chào bạn Thắm. Chào Thôi Minh, Thôi Minh Sưng. Chào 134 bạn đang xem live. Trời ơi mũi cắn rồi mọi người. Cà phê. Cà phê nhà gỗ. Đẹp không? Cà phê quán xưa, được không?